Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng quay trở lại với trang AutoZone.vn. Và ngày hôm nay Tâm sẽ gửi đến các bạn thêm một cái sản phẩm mà Tâm thấy nó rất là thú vị sau khi tìm hiểu thông tin về nó. Đó chính là cái bộ thảm lót sàn của hãng Medica. Thì tại sao thảm lót sàn bây giờ trên thị trường nó có rất nhiều các bạn, thượng vàng hạ cám, nó có rất nhiều chủng loại khác nhau. Tại sao ngày hôm nay cái thảm Medica này nó có cái gì đặc biệt mà Tâm lại phải đưa làm một cái clip đưa lên trang AutoZone để giới thiệu đến tất cả mọi người? Đầu tiên, nó sẽ là cái yếu tố, đây là cái sản phẩm được làm tại Việt Nam 100%. Vật liệu thì chúng ta nhập, nhưng sản xuất, gia công, tất cả mọi thứ tại Việt Nam. Và cái điểm khác biệt của nó cũng chính là nằm ở cái vật liệu. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy, đây là các cái màu sắc của cái thảm Medica. Cái vật liệu này nè các bạn, nó là foam. Foam bây giờ mình giải thích sao cho các bạn hiểu ra, nó giống như cái thảm của cái tập yoga các bạn. Có nghĩa là nó là cái sự kết hợp giữa cái hạt nhựa và cao su. Đây là hai thành phần này trộn lại sẽ tạo nên cái vật liệu foam này. Và các bạn có thể thấy được cái cấu trúc này nè. Cái ưu điểm của nó là nó cực kỳ nhẹ, cực kỳ êm và rất là bền. Đây là cái điểm mà mình muốn chia sẻ các bạn. Nếu như ai đã từng đi tập yoga vào các phòng tập gym, các bạn sẽ thấy các cái vật liệu thảm đó nó rất nhẹ các bạn, độ đàn hồi rất là tốt, rất là êm. Khi chúng ta lót dưới chân, chúng ta đặt chân, chúng ta lên nó rất là êm. Nhưng mà độ bền cũng rất là cao. Thì ở đây Tâm sẽ có một cái thảm jean của chiếc VinFast Look A, chiếc xe của mình. Cái xe của mình thì mọi người cũng biết rồi, mình mới mua ngày 31 tháng 12 năm 2020. Có nghĩa là chỉ đến thời điểm này thì chỉ có hơn một tháng thôi. Các bạn có thể thấy là ngay cái vị trí này nè, đây là cái vị trí mà cái gót chân của chúng ta hay đặt vào, thì nó bị lõm rồi. Có nghĩa là nó đã bị có dấu hiệu của cái việc trầy xước. Cái thảm lót jean của xe thì nó vẫn rất là tốt nha, nó rất là đẹp. Tuy nhiên về cái độ bền cũng như là về thẩm mỹ thì xuất sắc rồi. Nhưng mà khi trong quá trình sử dụng á, các bạn lưu ý giúp mình Tâm là vì đây là cái dạng nỉ cho nên là bụi nó tích ở đây rất là nhiều. Khi mà bụi nó lắng xuống thì nó sẽ làm yên đây, chúng ta sẽ không thấy đâu. Nhìn nó vẫn rất là mướt, rất là sạch. Nhưng mà khi cái chân của chúng ta dậm lên á, giống như thường thường mới lấy tấm này nè, các bạn vỗ vào nó thì bụi nó bay tung tóe mịt mù luôn. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người ở trong xe mà những cái bụi này chúng ta không thấy. Cái thứ hai nữa là nó cực kỳ dễ thấm nước. Và khi thấm nước nó ngậm nước rất lâu và rất hôi. Đây là chia sẻ. Thì ngay dịp và đầu năm thì vẫn chưa phải là mùa mưa ở miền Nam. Nhưng mà nếu như một cơn mưa hoặc là các bạn đậu xe ở cặp lề mà chỗ đó nó có nước đi, chúng ta dậm chân xuống nước, chúng ta bước lên xe thì cái nước nó được lưu lại ở trên cái tấm thảm nỉ này và nó sẽ gây mùi. Còn trên cái sản phẩm này nó cũng giống như nhiều cái loại thảm khác, có nghĩa là khi mà bằng nhựa hoặc là đây là cuộc cách mạng về công nghệ về vật liệu nè, cái dạng foam này nè, thì các bạn thấy các cái thiết kế mà theo cái kiểu các cái lỗ theo cái dạng hình thoi như thế này thì nó vừa chứa được các bụi nằm ở trong đây, nó sẽ không ngăn cho cái hạt bụi nó bay ngược trở lên, nước nó cũng nằm ở đây luôn, vệ sinh cực kỳ dễ dàng. Và Tâm phải nhấn đi nhấn lại rất là nhiều lần là cái bộ này rất là nhẹ. Cả một bộ full hết là bao gồm 5 miếng, có nghĩa là 4 miếng ở vị trí ngồi, một cái miếng nhỏ ở giữa để nối hai cái ghế phía sau, và cả một cái miếng lót cái khoang hành lý phía sau nữa. Tổng cộng lại đâu đó trên dưới 2kg. Đây là một trong những cái vật liệu mà Tâm phải nói là nó rất là nhẹ luôn các bạn, nhẹ lắm. Màu sắc thì chúng ta sẽ có, hiện tại nhé, chúng ta đang có 3 màu cơ bản ở đây. Một cái màu đỏ, một cái màu nâu này mới nè. Màu nâu này rất giống với màu nâu mà nội thất của bản Base hoặc là bản Plus trên xe VinFast, kể cả Look A hay là Look SA. Chúng ta có màu đen. Thì còn cái viền này thì các bạn có thể được lựa chọn thôi, một là viền đỏ, viền đen hoặc là viền nâu. Thì để biết thêm thông tin về cái này thì các bạn có thể lên search cái chữ Medica. Ở trên website của Medica sẽ có các thông tin này. Mình sẽ không có chia sẻ quá nhiều về mặt thẩm mỹ, bởi vì thẩm mỹ thì các bạn có thể thông qua cái clip, thông qua hình ảnh các bạn có thể thấy được. Mình đang nói về các cái vật liệu cấu tạo nên cái thảm và cũng như là cái độ hiệu quả của nó. Thì như Tâm đã nói, Tâm thành là một lần nữa phải nhắc lại các bạn là cái ưu điểm đối với Tâm lớn nhất của nó đó là cái vật liệu mới. Tâm rất thích trải nghiệm những vật liệu mới, và cái vật liệu này thì hoàn toàn nó không có độc hại. Cái foam này thì mọi người cũng, bên Tâm nghĩ là nhiều người biết rồi, trong nhà trẻ có, trong phòng gym có, phòng yoga có. Ưu điểm lớn nhất của nó là super nhẹ, đây là cái điều mình rất thích. Cái ưu điểm thứ hai của nó đó là cái khả năng chống nước, chống bụi của cái thảm này. Nhiều thảm cũng có khả năng chống này, nhưng mà thường thì nó chỉ ngăn không thấm nước thôi chứ nó không chứa nước.
Với cái kết cấu này thì nước nó sẽ động ở đây, dễ dàng cái việc chúng ta đổ nó ra hoặc là hút nó ra. Và bây giờ thì Tâm sẽ apply, quên nữa, phải chia sẻ với mọi người đó là cái thảm này thì được thiết kế theo theo form của từng xe. Cái này thì chắc cũng không lạ đâu, bởi vì các cái hãng thảm khác thì họ cũng làm cái chuyện này. Nhưng mà bây giờ thì Tâm sẽ lắp lên cái xe của mình để cho mọi người có thể thấy được là cái sự fit và cái thẩm mỹ của nó như thế nào. Có lẽ mình sẽ chọn cái màu màu này đi. Đây là cái màu nó trùng với cái màu nội thất của xe VinFast. Và màu này cũng là màu mới luôn, mình thích cái mới. Ok. Bởi vì nó rất nhẹ cho nên là cái việc mà lắp đặt nó cũng khá là dễ dàng thôi, chứ không có gì các bạn. Chúng ta lót vào, cài nó vào trong cái rồi xong. Ở phần mặt sau của cái tấm thảm này thì nó cũng có một cái loại dán như miếng dán vậy đó. Rồi, miếng dán này thì cũng khá là đặc biệt, Tâm phải chia sẻ với các bạn luôn. Miếng dán này thì cũng đối với bên hãng Medica thì họ rất là tự hào về cái miếng này. Miếng này là một cái dạng miếng nhựa dán, nhìn sơ qua thì thấy nó bình thường các bạn. Nhưng thông thường các cái miếng dán khác mà chúng ta hay xài trên thị trường đồ Trung Quốc là khi mà dán vô chúng ta lột ra nó rất là dễ bị hư cái nỉ. Nói chung là cái đây là một trong những cái vật liệu cũng mới luôn nè. Khi chúng ta dán lột ra vì khi chúng ta đi rửa xe, chúng ta hút bụi, chúng ta vệ sinh, chúng ta cứ tháo ra gắn vô thì nó sẽ không có làm hư cái lớp sàn zin của xe. Những cái loại miếng dán khác thì khi các bạn làm một cách thô bạo thì nó sẽ ảnh hưởng, nó gây bị xù lông đối với cái thảm zin. Nhưng mà trên cái này, cái sản phẩm của Medica này thì nó sẽ không bị. Ok, đây là một điểm cộng. Đây các bạn có thể thấy được cái thảm ở sau cái cốp. Thì thực sự là phía sau này mình tưởng chừng như là nó không quan trọng, nhưng nó lại cực kỳ quan trọng. Bởi vì các cái đồ mà chúng ta hay lấy chà ra chà vô, ví dụ như vali, hành lý, tất cả các cái dụng cụ, nói chung là mình sẽ bỏ tùm lum thứ ở đằng sau này. Thì cái việc mà lấy ra để vô nhiều á, nó nếu như mà chúng ta dùng cái miếng thảm zin là thảm nỉ á, thì nó rất nhanh bị tróc. Mình đã thử rất nhiều lần, mình chở hàng, mình cứ vali xách ra nó vô, nó vừa dơ, nó vừa khó vệ sinh, và nó rách rất nhanh, nó xù rất nhanh và nó rất xấu. Thì cái việc mà được trang bị lót cái miếng phía sau này thì mình cảm thấy là nó khá là hiệu quả nè. Và cái ma sát của trên bề mặt nó cũng tốt nữa, nó tức là nó cái sự chống mài mòn á, khi chúng ta kéo ra kéo vô á, các bạn thấy không, ma sát cũng cao, cho nên là đồ chúng ta để phía sau này nó đỡ bị xê dịch qua lại. Và Tâm cũng chia sẻ với các bạn là với cái vật liệu này nè, thì nó là cái độ đàn hồi nó rất là tốt, cho nên là khi chúng ta để đồ nặng phía sau á, khi mà chúng ta đi qua mấy cái ổ gà hoặc là cái gờ giảm tốc á, thì hành lý chúng ta cho dù nó có tưng á, thì nó cũng ít gây ra tiếng động, thì nó cũng là tăng cái tính tiện nghi cái khoang ở trong xe. Rồi cuối cùng là thưa các bạn, đó là mức giá bán. Nhiều người đánh giá là cái mức giá bán đối với cái thảm này á thì nó chưa thực sự là hấp dẫn, bởi vì hiện tại nhá là khoảng 1.900.000 cho một bộ thảm xung quanh xe, riêng cái thảm ở phía sau cho cái thùng chứa hành lý, khoang chứa hành lý này thì khoảng 1.200.000 nữa. Tức là total nó phải rơi vào tầm đó, đâu đó phải trên 3 triệu. Đây là một cái mức giá mà nhiều người còn hơi lăn tăn một tí, nhưng mà tiền nào của đó. Đây là một những sản phẩm mà Tâm rất là tự tin khi mà giới thiệu đến mọi người. Mọi người có thể liên hệ với Medica, có thể test thử sản phẩm trước khi xuống tiền, và mọi người có thể feedback lại cho Tâm là những gì Tâm nói trong cái clip này nó có thực sự chính xác hay không. Ok, cảm ơn mọi người đã đón xem cái clip giới thiệu cái thảm Medica của AutoZone. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau test thử cái khả năng chịu nước của cái thảm này. Đây là một cái miếng thảm ở bên phần clip. Và ở đây thì mình đang có nửa lít nước để thử coi nó có chứa được hết nửa lít nước này không. Thật sự
là ở đây vẫn còn nhiều chỗ chưa thấm lắm, nhưng mà nó rất khó để làm. Nhưng mà thật sự thì một tấm thảm bên phụ như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được khoảng nửa lít nước như các bạn nhé. Đây là cái những cái khả năng trữ nước, khi chúng ta đổ sữa hay là đổ nước ngọt hay vân vân thì chúng ta sẽ không đổ bị đổ ra nhiều như thế. Đây chỉ là một bài test nhỏ thôi, và mình có thể qua cái thực nghiệm này chúng ta có thể tạm thời thấy được là cái khả năng chứa nước của cái thảm. Okay,